Những cái kỹ năng cần thiết nhất của một UX UI designer là gì ạ? Có 6 cái loại kỹ năng, cả UX lẫn UI đều cần nó. Mình có cần phải học lập trình không anh? Em không cần phải làm được công việc lập trình. Làm thế nào để mình tìm được cái lợi thế cạnh tranh của bản thân? Mỗi ngày anh gửi 5 cái email cho 5 người. Đừng tin vào việc đúng thời điểm để mà chúng ta chờ cái thời điểm đó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay sẽ là Park Chung-hae phần 2. Tư duy kinh tế sắc sảo của nhà độc tài quân sự. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Trần Quang Khai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của bài viết. Trong video ngày hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu qua về bối cảnh xã hội của Hàn Quốc của thập niên 60 thế kỷ trước và những nguyên nhân giúp Park Chung-hae có thể vươn lên nắm lấy quyền lực tối thượng. Vậy thì sau khi trở thành tổng thống, Park sẽ có những chính sách nào để giúp đất nước vượt qua khó khăn và hướng tới phát triển kinh tế? Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu những tư duy kinh tế của Park trong video ngày hôm nay. Con đường phát triển kinh tế Hàn Quốc dưới sự cầm quyền của Park Chung-hae. Ý tưởng phát triển. Hàn Quốc là quốc gia nằm ở khu vực Đông Bắc Á, chỉ duy nhất có đường biên giới trên đất liền với cả Triều Tiên. Xung quanh đều là biển. Về địa hình, khoảng 30% lãnh thổ Hàn Quốc là các vùng đất thấp, phần còn lại bao gồm vùng đất cao và những ngọn núi. Mặt khác, Hàn Quốc còn phải chịu nhiều thảm họa tự nhiên như là động đất, sóng thần do núi lửa và sông ngòi có vị trí ở cuối nguồn nên chịu sự chi phối lớn từ phía Triều Tiên. Hơn nữa, tài nguyên ở Hàn Quốc nghèo nàn, chỉ duy nhất có nhiều than đá. Và nếu so sánh với Nhật Bản thì Hàn Quốc còn khó khăn hơn nhiều. Park Chung-hae đã thấu hiểu rõ những khó khăn của đất nước Hàn Quốc về vị thế địa chính trị vì vấn đề ấy sẽ gây trở ngại to lớn khi thực hiện chính sách phát triển kinh tế. Do vậy, ngay từ khi cầm quyền vào năm 1961, Park đã phải nhận thức được sẽ lấy thành phần nào là mô hình phát triển cho quốc gia, trong khi tài nguyên không có mà nền kinh tế thì luôn phải nhập khẩu. Và ông đã chọn ra được một đường lối phát triển đúng đắn và hiệu quả, đó là làm sao để biến Hàn Quốc từ một đất nước chủ yếu phải nhập khẩu thành cường quốc xuất khẩu. Park đã liên tục đưa ra các chính sách tập trung vào sản xuất, nhập khẩu và tìm cách để thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt. Đưa ra các chính sách kinh tế là điều kiện cần và điều kiện đủ là phải làm sao để phát huy tối đa được hiệu quả của chúng. Và để làm được như vậy, thứ không thể thiếu chính là con người. Cần phải biết rằng, xuất thân là một nhà giáo, Park Chung-hae rất hiểu về tư tưởng của người dân Hàn Quốc. Tư tưởng vốn có của người Hàn Quốc lúc bấy giờ vẫn mang nặng tàn dư phong kiến, và tất cả họ đều có hệ giá trị, nặng tính truyền thống mang nặng tính tư tưởng đạo Phật, tín ngưỡng bản địa nói chung, đặc biệt hơn cả là tam cương, ngũ tường ở Nho giáo đã tạo nên các giường cột cho các mối quan hệ rõ ràng. Vì vậy, người Hàn luôn tôn trọng nhau, lễ phép với bề trên. Trong công việc thì họ luôn nghiêm túc, chăm chỉ, cần cù và đặc biệt rất siêng năng. Đó là niềm tin mãnh liệt của người dân Hàn. Park đã nhận ra được điều kiện cốt lõi đó ở chính dân tộc của mình. Ông đã đưa ra kết luận sáng giá trong đường lối và đánh đổi dân chủ lấy kinh tế. Hay nói cách khác, chính là lấy con người làm tài nguyên. Park đã khẳng định rằng đối với người nghèo, bên bờ vực của sự chết đói như người dân Hàn Quốc thì kinh tế được đặt cao hơn chính trị trong đời sống hàng ngày và việc thực thi dân chủ là điều vô nghĩa. Vì vậy, người dân lao động thời kỳ này cực kỳ vất vả với đồng lương rẻ mạt dưới chính sách thống trị hà khắc của chính quyền Park. Mặt khác, chính quyền cũng tạo điều kiện và khuyến khích các nhà tư bản mới nổi sử dụng công nhân giá rẻ. Công nhân làm việc như khổ sai và sống kham khổ. Hàng tuần, mỗi người dân đều phải nhịn ăn một bữa, không hút thuốc ngoại nhập, không uống cà phê. Thời gian lao động dài từ 12 đến 14 tiếng một ngày, nhưng điều kiện lao động của các công nhân lại tồi tệ. Những phản kháng tự phát của công nhân, nông dân hoặc của dân nghèo thành thị đòi hỏi cải thiện điều kiện sống đều bị chính quyền thời đó đàn áp không thương tiếc. Các quyền dân chủ cơ bản như quyền tự do hội họp, lập hội, bày tỏ ý kiến đều bị chà đạp. Như vậy, sự phát triển một cách ngoạn mục và thần kỳ của kinh tế Hàn Quốc đã được trả bằng quyền dân chủ và rất nhiều quyền lợi khác của người dân. Họ đã hy sinh thế hệ của mình để đổi lấy những thế hệ sau có thể sống tốt hơn. Chiến lược phát triển kinh tế. Để hiểu rõ quyết tâm của mình, ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 7 năm 1961, Park Chung-hae đã tuyên bố trước 20.000 sinh viên của Đại học Seoul như sau. Toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng trong vòng 5 năm, phải cắn răng làm việc nếu muốn được sống còn. Nếu làm như vậy, trong vòng 10 năm, chúng ta tạo ra được một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Á và sau 20 năm, chúng ta trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Hôm nay, có thể một số người dân bất đồng ý kiến với tôi, nhưng xin hiểu cho rằng tổ quốc quan trọng hơn nhiều lợi ích cá nhân. Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng đã đề ra. Với quyết tâm đó, Park đã chỉ đạo Hội đồng Tối cao Tái thiết quốc gia, hay còn gọi là SCNR, thành lập riêng một bộ kế hoạch kinh tế.
Bộ này có một đội ngũ rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước với mục đích đưa ra các chính sách kinh tế tối ưu nhất cho đất nước. Kế hoạch của ông đưa ra đầu tiên và cần phải làm ngay đó là đưa đất nước Hàn Quốc thoát khỏi khủng hoảng bằng cách xóa bỏ sự độc quyền của doanh nghiệp nhà nước, tạo ra nền kinh tế xuất khẩu, đặc biệt giảm dần sự phụ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ để được tự do cho các chính sách đưa ra. Việc phụ thuộc vào Mỹ sẽ khiến các chính sách Hàn Quốc đưa ra gây bất lợi cho Hoa Kỳ sẽ bị xóa bỏ. Park Chung-hee cùng Bộ Kế hoạch Kinh tế cùng nhau hoạch định, điều khiển chính sách và quyết định đưa ra kế hoạch phát triển từng bậc theo thời gian 5 năm. Đó là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 1962-1966. Park dành hết sự nghiêm túc cho kế hoạch 5 năm lần đầu tiên nhằm tạo bước ngoặt cho sự cầm quyền của ông, mong muốn giành được sự tin cẩn của người dân trong nước. Nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1962-1966 đó là: thứ nhất, đảm bảo nguồn năng lượng bao gồm điện và than. Chính quyền Park cung cấp điện cho cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp làm việc cả ngày, tạo ra các ca làm đêm thay phiên nhau của công nhân để tạo ra nhiều hàng hóa. Hàn Quốc có thế mạnh về tài nguyên than đá, nhưng thay vì đem chúng đi xuất khẩu toàn bộ thì Park lại chú trọng tới việc giữ các nguồn cung than đá dư thừa trong nước, chuẩn bị công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đặc biệt là các ngành công nghiệp phải sử dụng đến nhiều nhiên liệu đốt. Thứ hai, mở rộng nguồn vốn đầu tư phát triển các đường sắt và cảng. Chính phủ luôn quan tâm tới các cơ sở hạ tầng để phát triển đất nước vì nó sẽ là nền móng vững chắc để tăng cường lưu thông hàng hóa giữa các vùng miền ở Hàn Quốc. Do đó, Park cho thi công các công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch là xa lộ Seoul Busan và hải cảng Ulsan và nhiều công trình khác. Thứ ba, xây dựng ngành công nghiệp cơ bản như các nhà máy xi măng, phân bón và thép. Park đã bắt đầu công nghiệp hóa đất nước từ các ngành công nghiệp nhẹ nhưng bị thất bại trong năm đầu tiên thực hiện do ngành công nghiệp nhẹ đã bị tàn phá quá nặng nề và chưa thể vực dậy nổi từ các thời kỳ trước. Vì vậy, Park thay đổi đầu tư vào sự phát triển của ngành công nghiệp nặng để tăng lượng hàng hóa đi xuất khẩu. Hàn Quốc quyết định xúc tiến một chương trình đầy tham vọng về công nghiệp hóa ngành công nghiệp nặng và hóa chất, thúc đẩy ngành đóng tàu, ô tô, máy móc và nhiều ngành khác nữa. Thứ tư, mở rộng sản xuất nông nghiệp. Park rất cẩn trọng trong phát triển nông nghiệp. Ông nhận thức được rằng nền nông nghiệp tự cung tự cấp trong nước là rất quan trọng đối với người dân. Phần nào sẽ giảm bớt được sự lệ thuộc vào các quốc gia nước ngoài về vấn đề lương thực. Park đưa ra chủ trương khuyến khích người dân hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là nền tảng cho phong trào Seamuan Udong. Phong trào này tạo ra một thành công lớn cho nông nghiệp Hàn Quốc và được nhiều quốc gia học hỏi cho đến ngày nay. Thứ năm, cải thiện cán cân thanh toán nước ngoài và thúc đẩy công nghệ. Park nhanh chóng đưa các chính sách về xuất khẩu nhập khẩu nhằm giải ngân vốn, giảm lạm phát. Về công nghệ thì chính phủ Park được Hoa Kỳ chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến và đặc biệt là những công nghệ mới ra đời của Nhật Bản được trao đổi nhờ mối quan hệ ngoại giao mới được thiết lập giữa hai nước cựu thù. Như vậy, đường lối phát triển kinh tế của Hàn Quốc được Park Chung-hee vạch ra như một kim chỉ nam cho hành động, đường hướng thiết kế đất nước. Kế hoạch được thiết lập nghị trình 5 năm một lần, tiếp tục được đề cao và xây dựng nền tảng quốc gia Hàn Quốc tự lực, không phụ thuộc. Tận dụng nền tảng ngoại giao. Một nền kinh tế phát triển đồng nghĩa với vận tốc lưu thông của tiền ở trong nước và ngoài nước phải lớn. Đặc biệt dòng tiền được xoay vòng trên phạm vi thế giới, trong việc đảm bảo nguồn cung cấp, đảm bảo tỷ giá hối đoái, tốc độ chu chuyển, vân vân thì đó mới là nền kinh tế phát triển. Cho nên một quốc gia phải mở rộng mối quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia khác để hợp tác giao lưu trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà trong đó kinh tế thương mại phải là trọng tâm hàng đầu. Chính phủ độc tài của Park Chung-hee có một lợi thế cực lớn đến từ những viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ đem lại. Hiển nhiên, Hoa Kỳ dường như không có nhiều lợi ích về kinh tế từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ được hưởng những lợi ích chính trị xứng đáng với số tiền bỏ ra cho xứ sở kim chi. Bởi lẽ nhìn chung cho quan hệ chính trị quốc tế, mối quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ tồn tại bởi sự trao đổi lợi ích. Nước nhỏ hy sinh lợi ích chính trị để được hưởng đặc quyền kinh tế từ nước lớn và ngược lại. Cho nên, sự lợi dụng chính trị của Hàn Quốc đối với Hoa Kỳ đó là tạo nên chiến lược chính trị quan trọng để bịt đường mở rộng quyền lực của Liên Xô thời kỳ đó. Mối quan hệ chính trị cường quyền luôn đặt nặng những vấn đề chủ quyền đối với nước nhỏ, ở đây là Hàn Quốc. Park cũng lo ngại về sự phụ thuộc quá nhiều này. Ông bắt đầu đi tìm các mối quan hệ các nước bên ngoài mới phát triển. Tháng 6 năm 1965, Hiệp ước Bình thường hóa Hàn, Nhật được ký tại Tokyo. Vào năm 1967, thiết lập lãnh sự ở Indonesia. Park nhận thấy sự phát triển cực mạnh về công nghệ của Nhật Bản và các doanh nghiệp thì đang cần chỗ ở mới có nhiều lợi nhuận hơn. Do đó, không còn gì lợi hơn bằng việc thiết lập quan hệ hợp tác với nhau để phát triển. Tuy vậy, Nhật Bản lại là kẻ thù lịch sử của Hàn Quốc với những tội ác trong Thế chiến thứ hai đã hằn sâu trong tiềm thức của người dân Hàn. Các cuộc biểu tình nổ ra nhằm phản đối sự kiện ngoại giao này và hành xử của Park là đàn áp thẳng tay. Đây cũng là tội ác của ông sau khi cầm quyền, mà các sử gia về sau đánh giá công tội của ông.
Nhìn về phía cá nhân cầm quyền, Park đã thể hiện mình là con người chính trị sâu sắc khi gạt bỏ mối thù cá nhân với Nhật Bản để tiến tới cái lợi lâu dài và bền vững. Năm 1996, Park ban hành luật thu hút vốn đầu tư nước ngoài với những chính sách đẹp lòng các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì vậy, nó đã tạo nên cơn sóng đầu tư cho các chi nhánh và hợp tác làm ăn của các doanh nghiệp nước ngoài, hình thành một nền kinh tế thị trường phát triển. Đặc biệt về xuất nhập khẩu, chính quyền nhanh chóng đưa ra các gói chính sách miễn thuế và các giai đoạn nhằm đơn giản hóa các quá trình nhập hoặc xuất khẩu. Về phía nhập khẩu, Park luôn đưa ra các món hàng cần thiết với đất nước như là khí cụ nông nghiệp, công nghệ kỹ thuật, vân vân và chỉ giữ thuế với các mặt hàng làm giảm giá trị của các sản phẩm trong nước. Các thành phố trọng điểm được Park lựa chọn làm các công xưởng và tại đó ông đưa ra nhiều chính sách tối ưu để cho các doanh nghiệp phát triển như là cho vay vốn lãi suất thấp, phá giá đồng quân. Ông đặc biệt chọn tư tưởng tư bản, lấy doanh nghiệp làm chỗ dựa phát triển kinh tế trong nước đã sản sinh ra các tập đoàn, gia tộc tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc bây giờ như là Hyundai, Daewoo hay là Samsung. Tự chung lại, phương châm ngoại giao được Park Chung Hee cường hóa theo hướng đa dạng hơn đối với các nước với mục đích quan trọng là phát triển kinh tế quốc gia. Từ đó việc phát triển nhờ nguồn trợ cấp từ Mỹ rút ngắn tiến trình phát triển công nghệ nhờ ngoại giao với Nhật Bản, mở rộng quan hệ ngoại giao nhiều quốc gia, hình thành các tập đoàn xuyên quốc gia đã làm nền kinh tế của Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào của mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!